được chọn về bên phía của Finlay. Đội hình hai bên rất rõ ràng, một đội hình có khả năng giao tranh tổng với thiên hướng lao vào, một đội hình có khả năng giao tranh tổng với thiên hướng phá giao tranh của đối phương với Azir, với Tahmkent. Khi mà bạn sẽ giúp cho cái khả năng dồn sát thương vào một mục tiêu bị ngắt đi với ngậm nút của Tahmkent sẽ giúp cứu của mình có khả năng có được sự hỗ trợ Cliff, thì nếu muốn ta tiếp cận thành công được này, kẹt hất được thành công được này về dưới sự hỗ trợ phải đã không được giữ Bori bị đá rồi nên tấn công. Bori mới tóc biến vẫn còn cho mình, đó chính là W và ngay lập tức mạng nó dành cho mình viên của Tobias Vought. Hơi tiếc là mạng nó dành cho Max. Phá cốc đối phương là một điều rất dễ dàng và Tobias Vought hoàn toàn có thể khai thác được mạng gục, nhưng kết quả vẫn là Max ăn được. Còn đường dưới thì Gori đã bị giữ chân, chưa có ngậm nút đến từ hang và chính xác Aedus gặp rất nhiều hiểm, anh ta vẫn lùi về đường với tóc biến. Còn đây là Thiên đang cố gắng tới để có thể hỗ trợ cho những người đội của mình. Anh ta hộ thể vào máy sóng âm trượt vào người của Eldritch, vẫn lùi về được. Ý đồ là tốt đến từ Thiên, khi ta có muốn thì không tấn công một người cái đó biết không phải là hất tung. Dù anh thấy vật hất tung được Thiên, còn ép tóc biến của Zekilus, Thiên lùi về được với đồng đội. Và bên phía của Top Esports vẫn đang an toàn ở khu vực ở dưới. Khu vực ở trên có tóc hành được bật vào quay quảng đang tạo được áp lực solo kiểu ép tóc biến của Silahu. Như vậy là đủ. Điểm ngọc hỗ trợ cuồng phong tích tụ nó giúp các bạn có được rất nhiều sức mạnh pháp thuật cộng thêm với sau mới đâu. Trong khi đó khi kia là thiêu đuổi, nhưng khi mà bạn thấy rằng cái thiêu đuổi nó sẽ bị hạn chế sức mạnh của bạn rồi, đang bị các bạn bắt đầu phun thiệt những người trên quay quật mất cho mình đã tốc hành. Từ thủ đã mất cho mình đó chính là nỏ tử thủ rồi, anh ta hồi phục lại được người băng trụ là nay là thiên tốc biến đi né khỏi tình huống lần kia, sóng âm kim trúng nhưng không có lao vào thêm. Một tình huống xuất hiện rất tốt của Clit nhất đang có được cái lợi thế gần như là vượt trội so với đối phương nữa từ solo, đó chính là cái khả năng đi đường tốt của anh ta. Anh ta thăm vượt so với thời gian bây giờ sứ giả đã thả khu vườn cho anh ấy chơi trên phần đất đang không tiền không thể rất là lớn, phải đang đợi cho mình lên là đi để có được cái dạng theo tình huống tới mọi khu vực ở dưới đầu. Khi người bị dừng đó chính là Thiên, anh ta có khổng lồ hoa nhưng 4-1 thì chắc chắn Thiên sẽ phải nằm. Phần đất có được mà gục thêm của anh ta sẽ cần cho mình đó là nó thành đủ nét sớm đến từ Jackie lớp, chứ nếu không lên cho mình đó là một cái đại bác thiên thanh, thêm cả đó là cái không gì tiểu quá như thế này thì sẽ khiến cho cái lượng sát thương của anh ta khó lòng xuyên qua cái lớp giáp sớm. Đúng, cái lượng máu ổn ở khu vực được giữa Conflict, anh ta dính sóng âm có lao vào hay không, câu trả lời là không đến từ Thiên. Và Top Esports hiện tại họ đang chiếm thế vào khu vực hang động tốt hơn. Quyết định của Finlay là hình như vẫn muốn đánh Clint ở đây, Silahu vẫn đang ở đây, họ đang từ từ tiến vào trong. Người bên phía của Top Esports họ đang tiến lên, đây là pha xoáy được hai người. Top Esports đang tràn lên, hắc ám sau đó tung ra đẩy được một người về, đó là Thiên. Thiên vẫn đang có ngay sóng đá ngược vai Gori và Gori đã phải nằm xuống. Bên phía của Top đang tràn lên vì đây là hướng vấn của Zeklub tìm kiếm vào người của Silahu, ép tóc biến của anh ta. Anh ta vẫn đang cố gắng sinh tồn, còn Zeklub thì đang cực kỳ mạnh mẽ, dính đang buộc tạm thời lùi về một nhịp, nhưng quyết định của Top Esports đang là tham vọng hơn, họ muốn tấn công vào các thành viên còn lại của Finlay. Thiên đang tìm kiếm ai đó, câu trả lời là Finlay đã lùi về hết rồi, nhưng vẫn là có lợi. Ui, cái sóng âm nó suýt xoát trúng vào người của Eldritch và Thiên vẫn đứng ở đây để có thể tìm kiếm một cơ hội. Và Finlay thất bại trong giai đoạn vừa rồi. Và Thiên anh ta bị tấn công bởi các thành viên đến từ bên phía của Finlay, tạm thời lùi về. Và Thiên quay ngược trở lại, Zekilov là người tới, có sự hỗ trợ đến từ đồng đội, ràng buộc được tung ra và giữ chân được Max cộng với Thiên. Anh ta lên cho mình là bình thải hóa dược. Như vậy thì cái lượng sát thương đầu ra đến từ nay nó sẽ bị hạn chế, nhưng đây là một pha đẩy hai người về, một pha melee tốt đến từ Gori. Zekilov không thể nào sống được và hai bạn cho bên phía của mình lên. Còn bây giờ họ đang ăn không phải là quá nhanh nha, Thiên có cơ hội cướp được. Nay sẵn sàng với lượng sóng âm và Thiên vẫn sẵn sàng với rất nhiều tài nguyên nằm trên người. Baron còn hai máu, Baron thuộc về bên phía của đây, Baron thuộc về Thiên và bên phía của Top Esports cướp được con Baron. Quay quần là người bị kẹt lại, nhưng hai mạng đổi lại con Baron cho bên phía của Top Esports là quá lời. Họ sẽ quay phía của Senna, Elvis rồi và Top Esports pha xoáy ba người để có thể cấu rỉa trước Elvis. Mất cho mình hai ám soi rồi dịch chuyển tới đến từ quay quần rồi phải bỏ và mất thế vào khu vực hang rồng. Linh hồn rồng nước chính thức thuộc về bên phía của Top Esports, một ngưỡng thăng tiến về sức mạnh đội hình cực kỳ lớn. Và với việc là có linh hồn đồng nước như thế này thì cảm giác sẽ hơi khó để cho bên phía của Finlay có thể ngay lập tức dứt điểm một thành viên của Top Esports. Họ đang cố gắng lấy được cả hai trụ khu vực đường giữa, nhưng đánh ngược trở lại như thế này thì là lời hay không? Vừa đây tiến ra pha lao vào của Gori, anh ta đẩy thật đẩy luôn Zeklip, những cái Zeklip lùi về đường và anh ta bắn ngược trở lại dứt điểm được Gori. Có hưng phấn và vẫn đang bắn phải thứ hai dành cho Wayne World và double kill đã dành cho Zeklip. Bên phía của Top Esports có được 4 mạng gục, thậm chí là Clint không lùi về được. Thiên đấm thẳng vào đầu của Clint và Clint chỉ có thể ôm đầu mà chạy mà thôi, thậm chí là này cho một quả cầu vào đầu. Và bên phía của Top Esports
sẽ có được chiến thắng ở trong ngày hôm nay. Ở pha thi đấu và Phong Blood Phoenix họ gần như là họ sẵn sàng cho tình huống kết thúc ván đấu, tại vì họ đứng lại ở khu vườn dự để muốn tấn công những cái hàng có thể đủ tiền nó tạo ra cho chấm hết cho họ rồi. Họ có thấy rằng họ nghĩ rằng mình có được lợi thế khi đối phương không được sống âm của Orianna, nhưng không. Orianna không được sống âm nhưng nó hỗ trợ sát thương dành cho một con Jhin, và con Jhin được bắn hoàn toàn tình huống vừa rồi. Tất cả mọi thứ của tới Xbox dùng hết dành cho tụi các kỳ lớp, cho kỳ lớp đi chơi và sát thương kỳ lớp là quá nhiều tình huống rồi. Làm cú xoáy 3 đẹp đến từ phía của Nai nữa. Hai cú xoáy 3 liên tiếp mang lại thắng lợi dành cho phía của tới Xbox. Không phải là Orianna thắng gai, và con Orianna chất lượng thật sự đến từ phía của Nai. Anh ta là người có được cái nhịp farm vượt trội hơn so với Gory ở khu vực đường giữa trong xuyên suốt ván đấu này. Thật ra ở trong khoảng thời gian ban đầu thì bên phía của Top Esports họ đang ở một cái thế khá là khó.